Bị cả châu Á chê cười, FIFA cảnh báo Indonesia khóc lóc xin ở lại Đông Nam Á, nhận án phạt thích đáng. Bóng đá Indonesia đang rơi vào tình cảnh giờ khóc giờ cười khi không có một liên đoàn bóng đá ở châu Á nào muốn chứa chấp họ. Với tính cách như trẻ con của người đại diện liên đoàn bóng đá nước này khi mà họ bị Đông Nam Á ngao ngán lắc đầu. Còn khi xin sang liên đoàn bóng đá Đông Á, Indonesia bị thẳng thừng từ chối khi mà chuyên môn đã thấp lại còn có lối đá là bạo lực và phi thể thao. Chính vì thế giờ đây là thời điểm mà Indo đang phải trả giá cho những hành động của mình. U19 Indonesia đã bị loại ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022 theo kịch bản mà cổ động viên nước này cho rằng không công bằng. Cụ thể là ở trận cuối, U19 Thái Lan và Việt Nam đã hòa 1-1. Lúc này ba đội có cùng 11 điểm nhưng mà đội chủ nhà bị loại do kém thành tích đối đầu. Câu lạc bộ xứ vạn đảo cho rằng Việt Nam và Thái Lan đã cố tình bắt tay nhau để cùng vào bán kết. Liên đoàn bóng đá Indonesia sau đó đã gửi đơn kiến nghị lên AFF đòi phạt hai đội bóng này. Tuy nhiên, phía Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa phúc đáp. Đứng trước áp lực từ dư luận, PSSI đã họp bàn và cân nhắc nghiêm túc việc xin rút khỏi AFF để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á. Trước động thái của PSSI, cựu huấn luyện viên đội trưởng Thái Lan Steffi Davi đã cho rằng đó là một hành động trẻ con. Huấn luyện viên người Anh cho biết, PSSI có hành động như trẻ con, AFF sẽ không bao giờ cho phép họ ra đi và IAFF cũng khó chấp nhận họ. PSSI làm điều này chỉ để phản ứng trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan hay sao? Họ cần một lý do rõ ràng hơn. Sau khi bị chỉ trích thì vị chủ tịch PSSI, ông Iriawan đã tỏ ra vô cùng tức tối. Ông ngay lập tức đáp lại: "Điều trẻ con ở đây chính là thái độ thi đấu của Thái Lan trên sân. Tôi chưa bao giờ nói sẽ rời khỏi AFF, đó chỉ là ý kiến của người hâm mộ. Hãy chú ý vào các cầu thủ của Thái Lan, họ cứ chuyền đi, chuyền lại mà không làm gì cả. Chúng tôi không bao giờ là đá bóng như thế. Tôi chưa bao giờ xem Thái Lan thi đấu như vậy. Họ luôn tìm mọi cách để tấn công. AFF cần phải xem xét điều đó. Tôi không hiểu hai đội Việt Nam và Thái Lan đã có kế hoạch từ trước hay đó chỉ là một tình huống nảy sinh trong trận." Mới đây, trong cuộc hội thảo giữa PSSI và đại diện AFF tại Singapore, chủ tịch Iriawan bất ngờ thay đổi thái độ và muốn làm dịu đi tình hình hiện tại. Ông cho biết, chúng tôi đang phối hợp và liên lạc với AFF về các hoạt động ở bóng đá trong và bên ngoài Indonesia. Nó cũng liên quan tới các quy định và tôi yêu cầu rằng điều này phải được giải quyết vì chúng tôi đang gặp bất lợi trong cách đối đầu. Về động thái không muốn rời AFF được truyền tải đi thông điệp cuối cùng, chúng tôi là người chịu thiệt thòi nhưng một lần nữa khẳng định việc này phải được khép lại bằng các quy định liên quan và đó là điều chúng tôi muốn, chủ tịch Iriawan chia sẻ. Báo Indonesia chửi thẳng mặt huấn luyện viên Shin Tae-jung và lãnh đạo vì mất cơ hội sang Việt Nam thi đấu. Cụ thể, giải bóng đá quốc tế U19 tại Việt Nam sẽ có các đội Malaysia, Thái Lan, Myanmar cùng với đội chủ nhà U19 Việt Nam. Giải đấu này diễn ra từ ngày 5 tháng 8 tới ngày 11 tháng 8 ở Bình Dương. Sau khi biết thông tin về các giải đấu nói trên, tờ Bola của Indo viết, đội tuyển U19 Indonesia không được mời giải đấu tại Việt Nam. Sự việc này cho thấy liên đoàn bóng đá Indo thật ngớ ngẩn. Chủ tịch PSSI Iriawan xác nhận U19 Indo không được mời tham dự giải này. Ông nhấn mạnh rằng Indo không quan tâm tới giải đấu ấy, tờ Bola cho biết. Mặc dù là người đứng đầu PSSI nói vậy, nhưng mà truyền thông xứ vạn đảo tỏ ra không hài lòng. Bởi theo họ, giải đấu là cơ hội để cho các đội U19 trong khu vực Đông Nam Á chuẩn bị cho giải U20 châu Á vào năm sau, cũng như là hướng tới vòng chung kết World Cup U20 năm 2023. Tờ Bola bình luận, không biết vì sao đội tuyển U19 Indo không được mời. Thực tế, U19 Indonesia cũng phải tham dự vòng loại giải U20 châu Á. Vòng loại giải đấu này sẽ diễn ra ở Jakarta vào tháng 9. Giải đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn, một lượt tính điểm, mỗi đội đá 3 trận. Mỗi đội đầu bảng và đội nhì bảng sẽ gặp nhau trong trận chung kết, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola. Bên cạnh giải U19 quốc tế tại Việt Nam, đội tuyển Indonesia thì không còn được Thái Lan mời tham dự King Cup. Tờ Bola của Indonesia chạy dòng tít. Thái Lan mời Malaysia và Việt Nam tham dự King Cup năm 2022, liệu có mời Indonesia? Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có kế hoạch mời một số đội tuyển bóng đá ở nước láng giềng tham dự giải đấu này. Dự kiến King Cup diễn ra vào tháng 9, tờ Bola cho biết. Theo tờ báo xứ Vạn Đảo, những lời mời dành cho bóng đá Indo tham dự các giải quốc tế được tổ chức trong khu vực ngày một ít, nhất là sau sự việc Liên đoàn bóng đá Indonesia đòi kiện đội Việt Nam và Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua. Thậm chí ngay sau khi mà đơn kiện của mình không được phản hồi, PSSI còn hùng hồn tuyên bố sẽ rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á. Tờ Bola phản ánh thêm,
về King Cup tại Thái Lan. Truyền thông Việt Nam cho biết FAT đã gửi thư mời chính thức tới hai quốc gia Đông Nam Á. Trong số này, Malaysia được cho là tham gia, trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ vắng mặt. Một quan chức của VFF đã tiết lộ đội tuyển Việt Nam không thể tham dự King Cup. Ngày thi đấu chính thức của giải đấu vẫn chưa ấn định, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola. Điều đáng ngạc nhiên nằm ở chỗ, sau khi mà đội tuyển Việt Nam trả lời không tham dự King Cup 2022, quốc gia đội chủ nhà là Thái Lan không mời Indo hay bất kỳ đội bóng khác tại Đông Nam Á để thay thế. Báo chí Thái Lan thì đưa tin Malaysia cùng với hai đội bóng nữa trong khu vực sẽ tham gia King's Cup cùng với đội bóng xứ Chùa Vàng. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn thì bóng đá xứ Vạn Đảo đã liên tiếp bị ngó lơ trong các lời mời tại Đông Nam Á. Rõ ràng, hành động thiếu chuyên nghiệp, trẻ con của Indo đang khiến cho họ là đội bị thiệt thòi hơn. Việc PSSI đối kiện Việt Nam và Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á kết thúc đây không lâu, khiến cho tổ chức nước này đã mất điểm với các giải bóng đá khu vực. Sau đó, PSSI còn muốn rút các đội tuyển nước này khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á. Sự việc được trình báo Indonesia cảnh báo về những bất cập có thể xảy ra. Về phía AFF, tổ chức này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án bổ sung Australia tham dự các giải trong khu vực và trường hợp Indonesia rút khỏi AFF. Bên cạnh ca thán về thái độ sự trẻ con của liên đoàn bóng đá Indo, tờ Bola còn chỉ thẳng mặt huấn luyện viên Sinteyong và cho rằng ông không đủ trình độ là một huấn luyện viên đẳng cấp World Cup như các mark của mình. Tờ báo này tiếp tục phân tích, kỷ lục tồi tệ đó đã được Sinteyong thể hiện khi mà ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indo ở mọi lứa tuổi. Gần đây nhất, ông Sin cùng U19 Indo đối đầu với U19 Việt Nam và Thái Lan đều phải nhận kết quả 0-0. Những kết quả nhỏ này thì kéo dài thành tích tệ hại của ông Sin trước Việt Nam và Thái Lan. Tờ báo của Indo cũng nhấn mạnh, đã 30 tháng kể từ khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indo ở mọi cấp độ vào tháng 12-2019, Sinteyong chưa bao giờ giành được chiến thắng trước hai quốc gia này. Theo Transformers, thành tích của Indonesia ở các lứa tuổi khác nhau khi mà đối đầu với Việt Nam là 2 trận thua, 2 trận hòa, trong khi đối đầu với Thái Lan 2 trận thua và 3 trận hòa. Ông Sin cần ngay lập tức tìm ra kế sách để đánh bại Việt Nam và Thái Lan. Tờ này cũng nói thêm, Việt Nam và Thái Lan là hai kẻ ngáng đường đối với Indonesia. Cả hai quốc gia này là nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của Indo trong một số giải đấu gần đây. Chuyện Indo tránh được Việt Nam và Thái Lan là điều không thể khi mà hai đối thủ này đều nằm trong khu vực Đông Nam Á. Cho tới nay, huấn luyện viên Sinteyong đã có 21 trận dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indo với 11 trận thắng, 5 trận hòa, 5 trận thua. Với U23 Indonesia, ông Sin có 4 trận thắng và 4 trận thua. Còn U19 Indonesia, nhà cầm quân người Hàn thì có tới 6 trận thắng, 7 trận thua và 5 trận hòa.